Cứ mỗi dịp 20 tháng 10 hay 8 tháng 3, doanh số của các cửa hàng kinh doanh hoa, trang sức, mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp lại tăng. Kèm theo đó, số lượng content về chủ đề phụ nữ cũng tăng theo. Từ khi thành lập đến nay, Spy Room đã chứng kiến không biết bao nhiêu quan điểm được chia sẻ. Hợp lý có, dễ nghe có, nhưng bất hợp lý và cực đoan cũng có. Năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Hai tháng trước, Spy Room đã chứng kiến sự đâm chồi nảy lọc của một loạt bài viết mới về Ngày Quốc tế Phụ nữ. Đặc biệt hơn cả là lần này, một cuộc tranh luận rất logic, văn minh, đáng học hỏi đã xảy ra. Và hơi ba phải một tí nhưng thú thật là Spy Room thấy cả hai bên đều có lý. Vì vậy, chúng mình muốn chia sẻ nó với bạn, những khán giả YouTube, với tâm thế duy nhất là để lan tỏa văn hóa tranh luận lành mạnh qua một cặp bài, quan điểm, phản biện. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với góc nhìn của tác giả Kira Ngô qua bài viết Xin đừng chúc phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung nữa, từng được đăng tải trên báo Dân Trí vào năm 2021. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bài viết nhé. Có thể là mình đang sống trong một cái xã hội mà nó quá đề cao cái tính là mình bắt buộc phải yêu công việc, phải có đam mê thì mình mới có thể thực hiện tốt được công việc, chứ không nhất thiết lúc nào mình cũng phải nhận những công việc mà mình rất thích. Đôi khi nó lại là một cái cạm bẫy. Không có một công việc gì đấy để mà gọi là hoàn hảo về mặt cảm xúc. Khi mọi người có nhiều việc quá, mọi người hay bị lo quá, gần như là não bộ ngừng hoạt động để có thể xử lý luôn. Công việc này, sự nghiệp của em hay của bất kỳ một ai, nó sẽ không thể nào dễ hơn theo thời gian nữa ấy. Mà nó sẽ khó và nhiều hơn theo thời gian. Để được làm những thứ mình thích thì mình sẽ phải làm những thứ mình không thích ấy. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Ngoại hình quan trọng đến thế sao? Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, giữa bao điều đẹp đẽ, vì sao chúng ta cứ mãi chúc những người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung mà lại không phải là vui vẻ, khỏe mạnh, thành công, mạnh mẽ, tự tin, tự do hay hạnh phúc? Vì sao vẻ bề ngoài lại quan trọng tới vậy? Và vì sao việc miệt thị hình thể bằng lời nói lại được chấp nhận trong xã hội? Mình được bố yêu chiều đặt cho cái tên Thùy Trang, tức Thùy Mỹ Đoan Trang. Kèm theo đó là mong muốn con gái lớn lên đạt chuẩn gái Hà Nội, xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo. Trớ trêu thay, vừa bắt đầu vào mẫu giáo, mình đã được các bạn đặt cho biệt danh là Trang Béo. Từ ngày đó đến tận bây giờ, mình liên tục được cả nhà nhắc nhở, ăn ít thôi, không béo còn nhé. Có một khoảng thời gian khi còn học đại học, suốt 2 năm liền, mình duy trì việc đi tập 2 lần sáng tối và chỉ cho phép mức năng lượng nạp vào chỉ từ 700-800 kcal một ngày. Và những ngày nhỡ ăn quá quy định, mình sẽ tự ép bản thân ói ra và đi tập bù. Trong khoảng thời gian cao điểm nộp khóa luận, đã có lần mình ngất ngay cạnh bếp do thiếu năng lượng và làm việc quá sức. Đó là lần đầu tiên mình nhận ra hệ quả của việc cố gắng chạy theo tiêu chuẩn của người khác. Cũng dễ hiểu thôi, vào thời đại của bố mẹ chúng mình, chuẩn mực của vẻ đẹp phải là mình hạc xương mai, vai em gầy guộc, bàn tay xanh xao, nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối là những mỹ từ được dành cho các nàng thơ ngày ấy. Cùng giai đoạn đó, sự hạnh phúc của người phụ nữ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc tìm được một tấm chồng tốt, mà việc này lại phụ thuộc khá nhiều vào vẻ bề ngoài. Cứ như vậy, theo thời gian, giá trị của người phụ nữ trong xã hội dần được đồng hóa với ngoại hình của họ. Thậm chí, trong cuốn sách Trả Giá Cho Cái Đẹp, nhà kinh tế học David Hammermatz còn cho rằng những người có vẻ ngoài hấp dẫn hơn, dễ tìm việc, được trả lương cao hơn và có người tình ở giai cấp cao hơn. Bên cạnh đó, sự hiện diện của phụ nữ trong các ngành nghề thống trị bởi nam giới thường bị áp đảo mạnh mẽ bởi hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp và thành công trong vai trò người mẫu, ca sĩ hay diễn viên điện ảnh. Vì những lý do trên, trong một xã hội đề cao vật chất và sự hào nhoáng, bất kỳ người phụ nữ nào có sự lệch chuẩn như có làn da nâu, thân hình quá mập mạp hay mái tóc không vào nếp đều được cho là thấp kém. Họ phải đứng trước nguy cơ bị phân biệt hay trêu ghẹo, hay nặng nề hơn là bị kỳ thị và miệt thị. Những hành vi này thậm chí được bình thường hóa trên các phương tiện truyền thông đại chúng như bộ phim Cô Gái Xấu Xí, Sắc Đẹp Ngàn Cân hay trong những câu nói bông đùa tưởng chừng như vô hại trong đời sống hàng ngày. Phụ nữ có trách nhiệm phải đẹp. Sự phân biệt, miệt thị hay kỳ thị ngoại hình không giúp một người cải thiện vẻ đẹp, mà ngược lại còn có thể khiến họ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, thể chất và tinh thần, cũng như ngăn cản họ trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Đặc biệt là khi những lời châm chọc này hướng vào các cô gái trong độ tuổi từ 10 tới 24, độ tuổi mà người trẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ý kiến của người khác. Một khảo sát về thái độ của các cô gái trẻ vào năm 2016 tại Anh Quốc đã cho thấy gần một nửa người tham gia cho rằng họ không dám làm những điều mình yêu thích chỉ vì họ nghĩ điểm yếu của họ chính là vẻ bề ngoài. Ngoài ra, Tổ chức Phòng chống bạo lực của Hoa Kỳ Stop Bullying cũng cho biết những trẻ tự ti về ngoại hình dễ bị ảnh hưởng tiêu cực từ việc bị trêu chọc và bắt nạt. Từ đó, trẻ mất dần lòng tự tôn,
xa lánh bạn bè và có những biểu hiện hành vi tiêu cực khác. Giáo sư và bác sĩ tâm thần Melissa Perot còn cho hay, việc trêu chọc một người vì ngoại hình của họ còn khiến họ dễ vướng vào các hành vi gây hại cho sức khỏe như ăn rồi ép bản thân phải ói ra, giảm cân quá mức gây ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc mắc phải các rối loạn tâm lý khác như rối loạn chán ăn hay rối loạn trầm cảm. Một nghiên cứu khác được đăng trên tạp chí y khoa Béo Phì còn chỉ ra rằng những người có cái nhìn tiêu cực về cân nặng của bản thân có nguy cơ mắc béo phì, các bệnh về tim mạch và đột quỵ gấp 3 lần những người có cùng cân nặng và kích cỡ cơ thể nhưng không có nhận định tiêu cực về cân nặng của bản thân. Mặt khác, theo lý thuyết tâm lý học xã hội, những kẻ bắt nạt về trêu chọc người khác vì ngoại hình lại có cảm giác sung sướng khi hạ nhục được một người thuộc phe chúng và nâng cao giá trị của phe ta. Hiện tượng này được gọi là out-group discrimination. Phe chúng ở đây có thể bao gồm những người không có ngoại hình giống như mình, như khác màu da, màu tóc và dáng người. Hiện tượng này cũng chính là nguyên nhân của những vết đen trong lịch sử nhân loại. Vậy, trong thế kỷ của toàn cầu hóa, bình đẳng giới và tôn trọng nhân quyền, chúng ta đang ở đâu khi cả nhân loại đang tự đặt ra cho bản thân một câu hỏi lớn, đó là vai trò và giá trị của người phụ nữ thực sự là gì? Ngày bé, khi xung quanh mình toàn là những câu chuyện về các phụ nữ thành công nhờ nụ cười khả ái, dáng mình thon thả, cùng làn da trắng, thì câu chuyện truyền cảm hứng nhất đối với mình ngày đó lại là cuộc đời của Marie Curie, nhà bác học đã chết vì ung thư máu sau khi khám phá ra chất phóng xạ. Hy vọng rằng sự đóng góp của hàng triệu người phụ nữ thầm lặng như vậy trong các ngành nghề vốn xưa nay được cho là của đàn ông như chính trị, khoa học công nghệ, tài chính, kinh doanh, nông nghiệp và công nghiệp ngày càng được tôn vinh một cách xứng đáng. Từ đó, những người phụ nữ mới dần trút bỏ được trách nhiệm phải đẹp hay phải làm món đồ trang sức trong thế giới này để họ được sống đúng với con người mình, tự do và hạnh phúc mà không phải hứng chịu những lời chỉ trích từ bất kỳ ai khác. Sau khi bài viết này được lên sóng thì nó đã lập tức trở thành địa điểm bàn luận được yêu thích của rất nhiều user spy room. Tác giả Kira Ngô đã nhận về rất nhiều sự ủng hộ từ cả nữ giới và nam giới. Bản thân spy room cũng rất thông cảm với trải nghiệm của cá nhân tác giả và ủng hộ những tư tưởng cấp tiến mà bài viết mang lại. Đặc biệt là những vấn đề phi giới tính như áp lực phải gồng mình chạy theo quy chuẩn của xã hội hay body shaming. Tuy nhiên, ngay trong phần bình luận cũng xuất hiện nhiều câu hỏi chất vấn góc độ này. User TD Trần cho rằng, khi mình chúc ai đó vui vẻ thì mình cũng không mong họ phải cười toe toét mà là vui vẻ theo cách của họ. Xinh xắn cũng vậy. Nếu ai đó chúc mình thành công thì mình cũng sẽ thấy bình thường. Mình sẽ thành công theo cách của mình. Mình sẽ là một người cha, chồng tốt. Mình sẽ vẫn là bạn mãi với những người bạn của mình. Đó là những gì thành công đối với mình. Và khi ai đó chúc mình như vậy thì mình sẽ vui vẻ đón nhận và không suy nghĩ gì nhiều. Thậm chí một user mang tên Hoàng Vũ Anh cho rằng là phụ nữ ai chẳng thích đẹp. Đấy là bản năng của họ, chứ không phải hoàn toàn do xã hội áp đặt. Nếu có thì cũng chỉ là một phần. Và rằng bài viết không thuyết phục từ lúc đặt vấn đề đến khi triển khai dẫn chứng. Với hướng tiếp cận này, một tuần sau, một user khác với tên gọi MNHSLW đã cho lên sóng một bài viết mang tên Chúc phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung. Tại sao lại không? Để đưa ra phản biện của mình về vấn đề trên một cách rất văn minh. Quan điểm cụ thể của MNHSLW là gì? Và cuộc hội thoại sau đó diễn ra như thế nào? Các bạn có thể lên website của Spyroom để trực tiếp tìm hiểu. Hoặc không thì hãy đăng ký kênh Spyroom và bật nút chuông thông báo để biết khi nào video này lên sóng nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn vì đã xem video. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tương lai gần nhất nhé.